Xin chào tất cả các anh em thợ nhé. Hôm nay em xin làm cái video test thử keo dán đa năng 3T Bon. Đây là keo công nghệ của Hàn Quốc, với thời gian khô, cố định mối dán nhanh. Nhưng mà các anh em lưu ý hộ em là keo này nó cố định mối dán nhanh, nhưng để đạt được cái chịu lực kéo tối đa thì sau 2 ngày, và càng để lâu thì mối dán nó càng chắc chắn. Sau đây em sẽ dán thử cho các bác xem nhé. Đây là hai miếng sắt này. Khi dán thì các bác nên nhấc ra một hoặc hai lần như này để không khí ở các cái mối dán được thoát ra hết nhé. Đây là gắn hai miếng sắt với nhau rồi. Đây, cho hơi nhiều. Quay đây. Còn đây là em sẽ dán thử cho mọi người xem miếng xốp với miếng alu. Anh em nhớ là nhấc lên một hai lần cho cái không khí ra hết phải mới dán một keo nhé. Còn đây là miếng hai miếng xốp mình có gắn hôm trước này. Mọi người thấy là rất là chắc. Dùng tay thường thì không thể nào ra được rồi. Gãy cả xốp rồi bạn ạ. À, đúng cái mối gắn keo của hai miếng sắt đây nhé, thì đúng vào điểm của cái xe này. Không có vấn đề gì mọi người nhá. Keo dán đa năng 3T Bon nhé. Anh em có nhu cầu thì liên hệ bên mình nhé.